Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Hôm thứ Ba vừa rồi có một sự kiện xảy ra, một cú tweet của Tổng thống Donald Trump, nó làm cho cả nước Mỹ chú ý. Và nó trở lại một cái thời kỳ mà cách đây có thể nói là hơn 50 năm. Và nó làm cho người ta thấy là nước Mỹ về mặt chính trị và có thể nói là quan điểm nó lùi lại hơn nửa thế kỷ. Đó là chuyện gì? Tổng thống Trump tweet ra sáng thứ Ba như sau: một ngày nào đó nếu đảng Dân Chủ có tổng thống, là tổng thống Dân Chủ, và đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, ngay cả với một cái sự khác biệt rất nhỏ, thấy không? Tức là không có lớn, nắm đa số mà đa số nhỏ, họ có thể chất phế tổng thống đó, tức là Cộng Hòa có thể chất phế tổng thống Dân Chủ mà không cần phải qua một cái thủ tục công bằng và hợp pháp. Ông viết như thế. Và tất cả những người Cộng Hòa phải ghi nhớ cái điều này, phải ghi nhớ những điều quý vị đang chứng kiến. Đó là họ treo cổ tôi, nhưng chúng ta sẽ thắng. Chứ treo cổ nó làm người ta nhớ đến thời kỳ người da đen bị người Mỹ trắng ở miền Nam treo cổ. Nó nhắc lại một cái quá khứ đầy đau thương của nước Mỹ và của người gốc châu Phi. Thì có nhiều người ta bảo phải chăng Tổng thống Trump chơi cái lá bài trùng tập của đây nữa. Lát sẽ phân tích chuyện là sao. Sau khi ông tweet cái này là phản ứng như thế nào? Một số người thì đương nhiên là phẫn nộ vô cùng, đặc biệt những người gốc châu Phi. Còn những người theo phe ông, bênh ông thì họ không dám bênh ông như là, nhưng nói nhẹ đi một chút. Tức là nếu mà tôi là không phải là bạn quý vị nói gì tôi phản đối liền. Nhưng nếu tôi là bạn quý vị nói sai đó, tôi làm cho cái sai quý vị nó nhẹ đi. Con người và con người, tất cả những cái khác đều là tào lao hết. Bởi vì khi đụng đến quyền lợi nó lộ ra chân tướng của mình. Bởi vì sao? Ví dụ tôi là bạn thân quý vị, ngày nào quý vị cũng cho tôi 10 đô la uống cà phê ấy, thì khi quý vị làm sai, tôi đã nói quý vị là sai, cũng không nói quý vị làm đúng luôn. Nhưng mà tôi không có ý kiến, để từ từ tính sau. Nhưng nếu quý vị không cho tôi 10 đô la một ngày mà quý vị là kẻ thù của tôi, quý vị làm sai là tôi là sai, sai 100% là sai. Con người là như thế, nhớ quyền lợi và quyền lợi. Nhiều khi tôi nói tình và tiền, quyền lợi là tiền, đơn giản. Thì sau khi mà ông này phát biểu như vậy xong, ông tweet này mà người ta lấy làm lạ, tại sao ông phải dùng gọi là cái chiêu mà một số người ta gọi là hạ cấp như thế. Ngay cả ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas, đảng Cộng Hòa, cũng từng nói đến cái chuyện này mà ông chỉ dùng cái chữ là gì? Ông dùng cái từ nó hơi khác chút xíu. Lynch mob. Lynch mob nghĩa gì? Đám đông sử. Treo cổ. Có nghĩa gì? Trong những cái phim ngày xưa bị coi người miền Nam, họ trước khi họ xử người da đen, họ đem ra đám đông. Xử, xử xong rồi treo cổ. Có nghĩa là còn có đám đông. Còn cái điều ông Trump nói là khơi khơi là móc lên treo tôi lên, treo cổ tôi lên. Đó. Thì ngay sau đó phản ứng dữ dội, ha. Một số người phản ứng như sau. Ví dụ ông dân biểu Jim Clyburn, ông này người gốc châu Phi, đảng Dân Chủ tiểu bang South Carolina, ông nói như thế này: đây là một trong những cái chữ mà tôi nghĩ là Tổng thống không nên sử dụng để mà áp dụng cho chính ông. Quý vị biết mà, tôi có học lịch sử chút xíu, tôi biết là không bao giờ một vị Tổng thống dùng một cái từ đó. Cái từ lynching là từ treo cổ. Dân biểu Bobby Rush cũng của đảng Dân Chủ tiểu bang Illinois, cũng là người gốc châu Phi, nói như thế này: quý vị có biết là bao nhiêu người giống như tôi đã từng bị những người giống như ông Tổng thống treo cổ không? Ý nhắc về cái chuyện xa xưa. Người da trắng treo cổ người da đen, mà ông này cũng da đen luôn. Rồi ông mới viết ra một câu mà: ông Trump ơi, ông có vấn đề gì vậy ông? Hả? Ông có vấn đề gì thế? What the hell is wrong with you? Ông này viết như thế, tweet ra như thế. Còn cái ông Julian Castro,
Ông này trước đây là Bộ trưởng Bộ Gia cư và đang là cũng là một ứng cử viên Tổng thống năm 2020 của Đảng Dân Chủ. Thì ông viết là cái này thì ông Trump đi tệ hơn cả vấn đề xấu hổ, còn hơn cả xấu hổ nữa. Không phải xấu hổ mà hơn xấu hổ nữa. Thấy không? Khi mà dùng cái chữ này và ông cảm thấy rằng là ông Trump phải chịu trách nhiệm cho cái việc sử dụng chữ linh trinh. À, có ông là mới ghê, ông George Conway, biết quý vị George Conway là ai? George Conway là chồng của bà Kellyanne Conway, phụ tá thân cận nhất của Tổng thống. Ông George Conway, ông viết làm sao? Ông Trump này hình như bị mát, loạn trí. Ông dùng chữ là derange, thấy không? Derange. Còn bà thượng nghị sĩ Kamala Harris của tiểu bang California và ông Cory Booker của tiểu bang New Jersey, hai người đều gốc da đen đó, và cả thượng nghị sĩ Cộng hòa nha, Tim Scott của South Carolina cũng da đen luôn, thì cũng đều chỉ trích chuyện này. Và họ nói rằng như thế này, ông Booker nói mỗi khi nhắc tới cái chữ linh chinh, chữ treo cổ là lại nhắc về một thời quá khứ đau đớn. Chưa hết nữa quý vị. Qua ngày hôm sau, ngay chính các vị dân cử Cộng hòa cũng không đồng ý với ông Trump sử dụng chữ này. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông này đại diện tiểu bang Kentucky, ông nói như này: tính theo lịch sử nước Mỹ đó, thì tôi không so sánh với này, cái chuyện này với cái chuyện mà treo cổ, tức là không thể so sánh cái chuyện mà Đảng Dân chủ ở tại Hạ viện đang điều tra luận tội ông Trump với cái chuyện treo cổ. Ông nói là về mặt lịch sử tôi sẽ không so sánh như vậy. Nhưng mà điều không may là đây là cách sử dụng chữ không đúng. Tức là ý ông Mr. Conor bảo là ông Trump đã chọn chữ sai. Đó, nghe tôi nói quý vị là không? Phe ta mà phải nói như thế. Không? That was an unfortunate choice of words. Ông nói vậy. Nhưng mà ông lại quay qua tấn công với Dân Chủ lên. Nhưng mà đây là một tiến trình không có công bằng. It's an unfair process. À, thấy không? Bởi vì ông cũng tố cáo là tại sao bên Đảng Dân Chủ không thông qua, không đưa ra bỏ phiếu trong phiên họp khoáng đại để cho phép điều tra cái vụ luận tội này của ông Trump thì mới đúng. Mấy anh không bỏ phiếu. Cái bà Nancy Pelosi để cho 6 ủy ban nó tự điều tra, nhất là cái anh mà Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo, giờ tự điều tra. Chính cái đó là ông Trump bảo là không có công bằng. Và ông không hợp tác. Mike Pence này bị gửi chat này. Ông Mike Pompeo bị gửi chat. Chúng tôi lờ hết, không làm nhé. Không hợp tác. Tại vì mấy. Nhưng mà các nhân viên khác của Tòa Bạch Ốc, cựu nhân viên, có nhân viên đang lãnh lương của chính quyền, vẫn ra hợp tác với cái ủy ban tình báo. Và họ khai nhiều điều không có lợi cho ông Trump. Mà cái chuyện này tôi đã giải thích quý vị trước đây rồi. Nó là do cái quy định của Quốc hội không vượt qua hiến pháp thôi. Đảng nào nắm quyền, đảng đó có quyền đưa những quy định không có lợi cho đối phương và có lợi cho mình. Tôi đã kể quý vị lần trước rồi. Nếu mà tôi làm chủ tịch Hạ viện thì phe tôi cho ở phòng lớn, xa restroom. Không phải phe tôi cho ở phòng nhỏ gần restroom làm gì nhau. Không ai nói gì cả. Đúng không? Không có vi phạm gì cả. Đó là những cái quy định họ. Thành ra hai bên tranh cãi chuyện này, tôi nghĩ rằng bên Cộng hòa khi mà đưa ra cái chuyện này là họ tranh thủ quần chúng. Cũng là chiến thuật của họ luôn. Bởi truyền thống quần chúng đâu có biết đâu. Đa số quần chúng là không hiểu chính trị, bảo đúng rồi ha. Tại sao thời Nixon, thời Clinton đưa ra bỏ phiếu ở phiên khoáng đại rồi cho phép Ủy ban Tư pháp điều tra, mà tại sao giờ bà Nancy Pelosi không đưa ra bỏ phiếu ở phiên khoáng đại mà ra lệnh cho 6 ủy ban điều tra, thì là bên sai. Nhưng mà họ không biết là cái quy định này nó được thay đổi từ thời Cộng hòa nắm Hạ viện. Lát nữa tôi sẽ cho quý vị thêm một số ví dụ nữa. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đến với màn hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247.
Hồi đấy tôi đang nói về cái câu chuyện mà Tổng thống Donald Trump ông thứ ba vừa tuyết ra cái chữ treo cổ, nó gây tranh cãi vô cùng. Và ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối đa số của Thượng viện, ông nói ồ, cái chọn chữ sai, chọn chữ sai, không nên chọn cái chữ đó. À, và tôi đã kể cho quý vị nghe nguyên nhân tại sao, tại sao. Hồi nãy tôi kể quý vị, quy định của cơ quan lập pháp là do đảng nào nắm quyền, đảng nào quyết định. Rồi hồi trước tôi có đưa quý vị nghe, tôi kể quý vị cái trường hợp ông Merrick Garland, chánh án hồi cái thời ông Obama được giới thiệu, được đề cử vào thẩm phán tối cao pháp viện. Ông Mitch McConnell bảo no, tôi không làm. Ông đợi cho đến khi đảng Cộng Hòa thắng cử, ông Trump mới đề nghị ông Neil Gorsuch vô, thế là ông đưa ra bỏ phiếu. Không ai nói gì cả. Thì bây giờ bên Hạ viện cũng thế thôi. Bên Hạ viện cũng thế. Khó nói lắm. Nhưng mà bên Cộng Hòa họ hay cái chỗ là họ cứ bám vô cái chuyện này, họ đưa cái chuyện này ra. Bởi vì lý ra là không sai, mà tình cho người dân thấy à sai, ủa tại sao không đem ra, đấy không? Nhưng mà họ không giải thích là họ đã thay đổi cái luật đó rồi. Giống như ngày trước đó, quý vị nhớ đó, ở tại Thượng viện đó, khi mà ông thượng nghị sĩ Harry Reid của tiểu bang Nevada, ông làm trưởng khối đa số Hạ viện Thượng viện dưới thời Obama, ông Obama đề cử các vị vào nội các là đều bị filibuster, bị bên Cộng Hòa chặn. Chặn hoài không có người vô làm. Ông Harry Reid ông mới đổi luật, ông đổi quy định bảo đã thế từ nay tao không cho chúng bay filibuster nữa, ngoại trừ những chức thẩm phán tối cao, có thể là chánh án tòa án tối cao và chánh án thì tiếp tục cho filibuster, nhưng mà các chức mà cái vô nội các không được filibuster nữa. Thế là đâu cần 6-7 phiếu nữa, 51 phiếu là chúng tôi vô ngồi. Nhưng mà sau khi đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Thượng viện thì chính ông Mitch McConnell ông lên. Và bây giờ ông Donald Trump lên 3 năm nay thì cái đó chính là gậy ông đập lưng ông lại ngay phe Dân Chủ. Bởi cái đó Dân Chủ thay đổi. Thì ông Mitch McConnell bảo thế thì bây giờ các nội các, các thành viên nội các ông Trump giới thiệu vô là chúng tôi 51 phiếu là chúng tôi cho đi vô ngồi, lên lên chuẩn thuận hết. Anh Dân Chủ không filibuster được, không câu giờ được. Thấy không? Hay là nhưng mà đó, thưa quý vị, đó là những cái họ thay đổi. Nhưng mà có những cái họ không dám thay đổi luôn, nếu cái đó là cốt lõi của họ. Ví dụ trong những cái chuyện ngân sách, những cái chuyện về Obamacare, những cái chuyện khác, Thượng viện lại không dám bỏ cái filibuster đó, phải giữ. Mà ông Trump đã nhiều lần tweet cho ông Mitch và con này, ê Mitch, go nuke là gì? Là sử dụng cái phương pháp nuclear option. Là nuclear option là gì? Không cho mấy anh filibuster, mà chỉ cần 51 phiếu tôi thông qua. Còn filibuster đó, muốn chặn cái filibuster phải có 67 phiếu trên 100 phiếu. Thì nó gọi nó go nuclear là nó xóa ra đi. Nhưng mà Mitch McConnell cũng khôn lắm. Đó là vũ khí cuối cùng các thượng nghị sĩ có thể ảnh hưởng đất nước này. Cho nên bảo no Tổng thống. Ông xúi tôi làm gì được, cái xúi đó tôi không làm. Thấy không? Điều đó tôi muốn nói quý vị là gì? Hai cơ quan lập pháp này quy định là do đảng nào nắm quyền, đảng đó quyết định. Sao anh ta bảo rằng là, rằng thì là mà. Không đưa ra bỏ phiếu phiên quan lại mà đi ra lệnh cho mấy ông này điều tra là linh chinh, là treo cổ tôi, là sai, cố tình nói sai để vận dụng quần chúng ủng hộ mình. Mà cái đó cũng là một chiến thuật của ông Trump luôn. Bởi vì đại đa số quần chúng đâu có biết cái vụ này. Bây giờ nghe ông Đỗ Dũng đó mới biết, có đúng không? Mới biết. Bảo đảm quý vị đi hỏi đi. Đó là cái chuyện. Rồi chưa hết, ông Mitch McConnell, ông Lindsey Graham, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Ông này tiểu bang South Carolina, ông này nói như, ông này hơi chơi chữ xíu. Đây là một cái treo cổ chính trị, ok. Ông để diễn giả cái chữ linh trinh của ông Trump, bảo là cái này treo cổ, đây là treo cổ chính trị. This is a political lynching, ok, chấm hỏi. Thì ông mới giải thích linh trinh treo cổ là gì. Treo cổ là một đám đông bắt một ai đó dựa trên cái màu da của họ, dựa trên tôn giáo của họ, và rồi tiêu diệt cuộc đời họ. Không ai có thể nói rằng là một tổng thống không thực tế là bị một nhóm ở đây treo cổ. Không thể nói về tổng thống bây giờ không thể bị treo cổ được, thì đó là treo cổ. Đây là ý ông tổng thống, ông nói rằng thì là mà, treo cổ đi, treo cổ chính trị chứ không phải đảng Dân Chủ đem cái dây đến để cái đầu Donald Trump vô kéo lên, là ý ông Lindsey Graham, ông giải thích như thế. chơi chữ muốn chơi chữ trẻ làm năm. Làm năm không đủ trẻ thành 50, 50 không đủ trẻ thành 5.000, 500, 5 tỷ luôn. Đó là con người. Thì thưa quý vị, cái này đó, đó là bây giờ chuyện là phản ứng như vậy. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây,
Nếu có, tại sao ông Trump lại chơi cái gọi là cái lá bài chủng tộc này? À, trong đây bà Kamala Harris sau đó bà còn nói nữa là gì? Ông á, đang làm những chuyện phi pháp. Ông làm những chuyện gọi là tham nhũng. Rồi bây giờ ông dùng cái vụ này ha, linh chinh là để ông khỏa lấp với công việc là Kamala Harris. Bà nói vậy đúng thôi, bà là người gốc châu Phi, California mà đang có thể ứng cử tổng thống năm 2020 tấn công liền. Nhưng mà đó lời bà đấy. Trở lại vấn đề là tại sao ông Trump dùng cái lá bài chủng tộc. Thưa quý vị, bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một chính trị gia nào trên trái đất này, trên thế giới này, trên vũ trụ này, từ cổ chí kim nói mãi, trong chính trị họ luôn luôn sử dụng ba cái chiêu sau đây. Quý vị coi đi, tôi bảo đảm quý vị nhìn kỹ, quý vị nhớ lời thôi. Thứ nhất, chủng tộc. Thứ hai, dân tộc chủ nghĩa. Thứ ba, di dân, hoặc là tạo cái sự sợ hãi từ một cái nước ngoài đi vào nước mình. Đó là quan điểm di dân. Ba cái chiêu đó là luôn luôn người ta sử dụng. Thì trong trường hợp này ông Trump sử dụng cái chiêu chủng tộc là nó có cái lý của nó. Bởi vì quý vị nên nhớ ở đây là ông ra làm tổng thống năm đầu không phải để xây dựng nước Mỹ. Ai mà nghĩ là ông Trump xây dựng nước Mỹ với lại đánh Trung Quốc là bé cái lầm to luôn, đại to luôn. Hầu hết tất cả các tổng thống của Mỹ nhiệm kỳ đầu có hai việc để làm thôi: học việc và tái đắc cử. Không tái đắc cử làm sao được, lo bị đi làm chuyện cho đất nước Mỹ mà rồi cuối cùng không tái đắc cử làm sao được, đúng không? Đang làm nửa chừng tới 4 năm sau bị mất chức làm sao làm được nữa. Thành ra chúng tôi phải tái đắc cử đã, đúng không? Phải nhớ đó. Thì tại sao chơi cái lá bài này, đúng không? Cái lá bài chủng tộc. Bởi vì ông đã thành công trong năm 2016. Ý để ý trong những cuộc vận động của ông thường nói đến các vấn đề gọi là di dân nước ngoài vào, dùng cái chữ invader vào, dùng chữ invader nha, không dùng là crossing border nha. Cái chữ invader nó dịch ra việc là xâm lăng, nó làm cho đe dọa, là trong đó vừa sự đe dọa và vừa màu da nữa. Thành ra đó, đa số dân Mỹ họ không đồng tình với đó, đa số dân Mỹ không bầu cho ông Trump. Mà đa số các tiểu bang bầu cho ông Trump bởi vì đã theo cái hệ thống cử tri đoàn. Ông thua bà Clinton tới 3 triệu phiếu mà, đúng không? Hôm bữa tôi bảo là cuộc bầu cử, ông Trump bảo bầu cử bất hợp pháp. Như vậy tôi nói ông Trump cũng là tổng thống bất hợp pháp. Thì có một khán giả là viết trên YouTube bảo ông Dũng nói không đúng, cái đó là bất hợp pháp là bên bà Clinton. Ông Trump đâu có nói bà Clinton bất hợp pháp, ông bảo là đó là cuộc bầu cử bất hợp pháp. Còn nếu bây giờ mà ông Trump bảo bên bà Clinton thắng 3 triệu phiếu bất hợp pháp thì bà Clinton cũng nói là ông thắng trên 270 phiếu cử tri đoàn là bất hợp pháp thì sao? Trong thâm tâm bà Clinton bà vẫn nghĩ là tôi là tổng thống nha, đừng có giỡn nha, mặc dù không được tuyên thệ. Giờ tôi đóng cửa lại, tôi trong nhà tôi tự tuyên thệ, có ai cấm tôi không? Đâu ai cấm tôi đâu. Đã bựa là bựa tới luôn, đã luận ngụy biện là ngụy biện tới luôn, thưa khán giả đó. Bây giờ trở lại vấn đề, thì chúng ta mới thấy cái chỗ nào sử dụng cái lá bài mà chúng ta luôn luôn là hiệu quả. Và ông Trump đã thành công chuyện đó. Ở đây chưa chắc ông Trump, tôi phải nói cái điều như thế này, chưa chắc ông Trump kỳ thị. Mình có thể nói một cái điều như vậy, mặc dù có nhiều hành động cho thấy ông kỳ thị, nhưng mà để mà công bằng mà nói đó, chúng ta không biết. Cho tới khi tự ông nói đứng ra tôi Donald Trump là người kỳ thị chủng tộc thì mới được. Nhưng mà ông sử dụng cái chiêu kỳ thị là có, sử dụng chiêu đó để tái đắc cử. Để tái đắc cử, không có anh tổng thống nào muốn làm một nhiệm kỳ đó, anh nào muốn làm hai nhiệm kỳ hết á. Bởi vì sao? Nhiệm kỳ thứ nhất có làm được cái gì đâu, lo học việc, lo tái tranh cử vận động. Xong cái nhiệm kỳ thứ hai là tôi bị giới hạn nhiệm kỳ không làm gì, lúc đó tôi mới làm được thật sự chính sách cho nước Mỹ. Và lúc tôi lo đi xây thư viện để người ta nhớ tới tôi, có presidential library đó. Đó cái chỗ đó là cái ổ mà gọi là tham nhũng đó, thưa quý vị. Người ta donate tiền bạc các thứ của đồ đạc đó. Để tôi nói tất cả nha, có ai bảo đảm dám nói không có là bây giờ tặng cho cái món quà để vô viện bảo tàng mà không có lại quả không? Đâu ai tặng không đâu, ít lắm. Thành ra thưa quý vị, đó là cái chiến thuật của Tổng thống Donald Trump khi ông sử dụng cái tờ linh chinh, cái từ linh chinh trong thứ ba vừa qua. Và tôi nghĩ rằng ông có thể thành công khi ông sử dụng cái chuyện này, mặc dù ông bị nhiều người chỉ trích.
Nhưng mà đó là chiêu cuối cùng, tôi hết chiêu, tôi phải sử dụng chiêu đó. Bởi mục tiêu của tôi là tái thắng cử năm 2020. Và đó là những gì mà tôi nghĩ là quan trọng gửi đến cho quý vị trong tuần qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.